My ơi, lên từ đằng sau My. My, tập trung đi My ơi. Muốn ăn đòn hả? Xuống đi My, xuống. Một dáng thôi, xuống bên phải. Để nó nghe nè, không giỡn nha. Tập trung nha, từng lời gì đó nghe nha. Có đường hết giỡn rồi đó. Cái gì vậy? Bước xuống thì cũng phải là diễn chứ. Tay đang cầm cái gì vậy? Con cháu. Bị điên hả? Coi cái này vô đầu đó. Pose. Cái gì vậy? Em không có được tự tin, nhưng mà em tự tin ở đây là em có một gương mặt hoa hậu. Chị im đi. Bạn nói My thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu, bạn nói thử cho My nghe đi. Tại sao giữ cái thái độ đó? Bạn nghĩ bạn thành công không? Bao nhiêu người đẹp hơn kìa, bao nhiêu người tài năng hơn kìa. My đâu có thái độ, My đâu có nói về chương trình hoặc là cái gì đâu. Cái gì đừng có bị cho em, để em sửa đổi. Không phải ngồi đó mà thấy tốt. Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Cái sự bạn đang nói xúc phạm đến cái người khác. Em cảm ơn anh đã loại em cảm ơn. Cứ bỏ cái bộ mặt giả tạo đấy của cô đi, mà cô biết không? Quá mệt mỏi rồi.